xin chào các bạn đã đến kênh youtube lý việt em của mình nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh youtube của mình xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh youtube sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn thì hôm nay mình làm cái video này các bạn bởi vì có một số bạn hỏi mình là tham có bán được hay không và bán như thế nào đó, thì hôm nay mình làm cái video này các bạn nha thì trước tiên à, đối với những người mới nè thì các bạn phải có niềm tin niềm tin vào tham ha à mà niềm tin đó thì mỗi ngày các bạn phải điểm danh ha cho nên mình làm cái 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 video này lúc nào mình cũng nhắc điểm danh nha cho nên các bạn mới đăng ký vào á thì làm ơn xem cái video này kỹ dùm ca giùm, giùm mình để biết cách điểm danh là như thế nào. Chứ nếu không biết điểm danh á thì không có sống được các bạn. Cái tài khoản của bạn sau 3 4 ngày nó sẽ chết ha. Cho nên nó để điểm danh á các bạn bật cái app lên đầu tiên các bạn sẽ thấy cái màn hình mờ này đi ha nó giống như bi vậy các bạn nó làm giống như bi cho các bạn điểm danh bi để các bạn biết cái này thấy không rồi cho các bạn nè thấy không nó làm mờ có dòng chữ là kiểm tra điểm danh ngay bây giờ thì các bạn bấm vào đây nè đó bấm vô cái cái lịch này nè không nó ra như thế này đó thì các bạn điểm danh để làm gì điểm danh nó rất là quan trọng các bạn ở đây á, là quảng cáo nha thì các bạn muốn kiếm thêm điểm danh này các bạn bấm vào cái nút này để mà tăng cái điểm cao quảng cáo lên đó thì tại sao điểm danh nó quan trọng các bạn. Điểm danh nó nó sẽ quyết định cái tài khoản của bạn được sống nha. Nếu các bạn không điểm danh thì nó sẽ chết sau 34 ngày. ha thì nó sẽ chết. Cái thứ hai điểm danh sẽ tăng cái thời hạn đào uh, app tham số các bạn lên bởi vì <laughs> mỗi tài khoản chỉ được đào có 2 năm thôi. Cho nên các bạn điểm danh thường xuyên ngày nào cũng phải điểm danh nha. Mình nhắc lại ngày nào cũng phải điểm danh, không có được bỏ và điểm danh sau 7 giờ sáng nha đó thì sau khi bấm cái này xong thì nó sẽ được cộng một điểm, điểm danh nữa, ha rồi điểm danh thì các bạn bấm vào đây bấm vào cái 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 quỳnh qua cầu cho nó mất cái quả cầu đi và nó hiện lên màu đỏ là ok nha đó ngày hôm nay là ngày 21 nó hiện lên cái màu đỏ này là ok nè các bạn đó là các bạn được điểm danh rồi đó ha điểm danh để được tăng cái lượng rút của các bạn một năm Ví dụ như các bạn có 500 000 tham mà các bạn không có đủ lượng rút thì các bạn không có rút được đâu. Cho nên là bắt buộc phải điểm danh nha. Điểm danh nó quan trọng lắm. Điểm danh để được chọn KIC. Bởi vì 300 điểm điểm danh nó lên mới được 3 KIC nha. Đây. Cái số này trên 300 điểm thì mới được điểm danh. điểm Được chọn KIC nha các bạn nha. Đó. Điểm danh là như vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề chính. Thì nhiều bạn á có tham mà bán thì bị lừa bị lừa bởi vì lý do là các bạn chọn không có đúng đối tượng à, ví dụ các bạn muốn bán 5 ngàn tham thì nó nhảy vô nó mua nó mua rồi các bạn gửi cho nó nó không gửi tiền mà nó chặn facebook các bạn luôn chặn zalo các bạn luôn không coi như là mất tịch luôn mất tiền luôn mất tham luôn cái cách này á là các bạn phải chọn những cái người có đủ uy tín mà bán thôi các bạn chẳng hạn nó rẻ mà các bạn bán được chứ bây giờ các bạn chọn những người mà vô nó nhảy nó mua mắc lên nó mua giá rất là cao các bạn hãy tham các bạn bán rồi xong luôn rồi nó nó chặn facebook là bạn mất hết cái đó thì thua các bạn bởi vì cái người đó không có có uy tín cho nên mình khuyên các bạn là muốn bán được á thứ nhất là các bạn chọn trung gian để bán ha cái thứ hai nữa là các bạn phải chọn người uy tín mà chắc chắn thôi chứ không có cách nào các bạn chứ mà là lung tung beng mà đâu mà không biết nó đâu nhảy vô nó mua là coi như xong á các bạn ha cái đó là mình khuyên các bạn thôi chứ đâu biết cách nào các bạn ha cái đó là chỉ có hai cách như vậy thôi còn không thì các bạn phải giữ đến khi nào nó lên mainnet chính á nó được chuyển tha chuyển tham qua cái trang chính thức của mạng á của timestop thì nó không bị lừa thôi các bạn chứ còn các bạn để là bị lừa thôi ha cái đó mình khuyên như vậy thì hôm nay mình cũng uh, có câu hỏi thứ hai là các bạn hỏi là tham có bán được hay không thì đương nhiên là bán được các bạn ha thì bây giờ, hôm nay mình sẽ thực hiện cái lệnh bán cho các bạn xem nha thì để bán tham nè để bán tham thì cũng như là chuyển tham nội bộ thôi các bạn nó rất là dễ dàng các bạn đi vào cái ví nè đi vào cái ví nè ha rồi ở đây ở đây thì mình sẽ có 16.934 t nha này là mới stop pin xong thì bây giờ mình sẽ bán đi 2.000 tham mà một đứa em nó mua nha nó mua em nó mua thì mình sẽ bán 2.000 tham cho nó ha thì bây giờ mình muốn bán được thì mình gửi cái mình gõ cái ID của nó vô cái ID nha các bạn nhé và muốn ai mà muốn mua thì phải gửi cho mình cái ID ha sau khi gõ cái ID xong các bạn bấm vào kiểm tra bấm vào kiểm tra bấm vào kiểm tra các bạn để cho nó ra cái, cái cái, cái tích xanh đó nó ra tích xanh như vậy là ok nha có nghĩa là ID là đúng rồi các bạn gõ vô hai ngàn ví dụ nó mua hai ngàn thì mình bán nó hai ngàn được không các bạn? rồi ở đây là cái ghi chú nè các bạn phải ghi chú vô, được không ghi chú vô thì đương nhiên bán cái này á, là 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 người ta muốn muốn mua thì người ta phải gửi tiền cho mình trước đó là tùy các bạn thôi hai bên thỏa thuận nhưng mình thì mình buộc phải là gửi tiền trước cho mình bởi vì mình là admin mà mình đâu có sợ bị bị lừa đâu các bạn, mình admin cho nên là các bạn khỏi lo mình bị lừa không các bạn gửi tiền cho mình mình chuyển tê cho các bạn thôi <laughs> cho nên các bạn khỏi lo nha cứ chuyển tiền là mình chuyển tham thôi cái đó là mình là admin, mình đâu có mất uy tín được nên là phải độ uy tín là phải 100, 1000 ngàn thôi các bạn nha đó thì mình gõ cho mình gõ hai cái dòng này trước sau đó mình thêm cái dòng ghi chú vô không gửi em gửi ghi, ghi tiếng việt bình thường các bạn không rồi chấm cái cảm ơn các bạn ghi gì cũng được Tùy các bạn thôi Mình ghi như vậy Đó không Đó cảm ơn Mình cho một cái dấu đỏ đây cho nó lịch sự Đâu các bạn Đó xong rồi đó Rồi xong thì các bạn bà làm gì Gửi bấm gửi thôi Bấm gửi nha Bấm gửi Đó thì nó ra như vậy nó ra cái bảng này các bạn kiểm tra lại ha xác nhận giao dịch chi tiết giao dịch không số lượng là 2.000 đó Thấy không coi đúng chưa đúng xong bấm gửi các bạn phí thì một tê thì mình chịu nha đó rồi xong qua lịch sử mình xem đó này lịch sử nó gửi đi 2 ngàn nè mình gửi cái này cho người ta là chứng minh là mình đã gửi rồi đó bán tham là như vậy nha các bạn nhé đó là mình bán được hay xong được mình bán hoài chứ gì Rồi bây giờ tiếp tục Ở đây còn 14.000 nè 14.933 nè ha Thì á Bây giờ á Mình sẽ bán 14.000 đó Thì các bạn nào mua thì mua nha Thôi bán 10.000 thôi Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn mua đất luôn nha Trên cái video này nó tổng hợp nhiều thứ lắm Cho nên là các bạn hãy Hãy xem cho kỹ và làm theo nha Một cái video này là các bạn hiểu được nhiều lắm bây giờ mình sẽ chuyển qua là bốn ngàn 4 ngàn mấy đi để mình mua đất luôn ha còn bán là 10 ngàn nha ai mua thì uh, ai mua 10 ngàn thì uh, liên hệ với mình nha độ uy tín của mình là một ngàn phần trăm chứ không phải một trăm phần trăm đâu ha các bạn cứ thỏa thuận của mình là uh, mua thỏa thuận với mình thì uh, được thì chuyển tiền rồi mình chuyển tham cho các bạn thôi à, đương nhiên rồi mình admin mà chứ mình chuyển tham cho bạn trước rồi bạn mất tiêu luôn ai biết bạn ở đâu ha còn mình admin thì mình đâu có chạy đâu được đâu Cho nên là ok nha các bạn nhé Rồi Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang mua đất nha Bây giờ mình sẽ chuyển sang 4 000 để mình mua đất 4 000 đi Bây giờ mình sẽ chuyển thì các bạn đi vào chữ exchange nè Ha Rồi sau đó các bạn để ý đây là S nè ha Đây là S là ok nè Đây là L nè Phải là L nha Phải đúng hai cái đó như vậy Rồi số lượng chuyển là ở đây mình có 14 ngàn 933 thì mình chuyển 4 900 23 được chưa các bạn rồi mình sẽ chuyển số lượng này qua qua bên đó như vậy nha rồi chuyển xong cái số lượng là 4923 qua S qua L nha thì mới mua được sau đó bấm chuyển đi các bạn bấm chuyển đó 4923 sẽ còn là 4922 phí 1 T nha bấm chuyển rồi coi như là mình đã chuyển thành công qua wow, cái cái là tham nha bây giờ mình sẽ vô cái mua đất nè mình vô đây mua đất nè cái cái video này mình chỉ nhiều lắm mà các bạn coi các bạn không có để ý cái video nào mình cũng chỉ các bạn điểm danh video nào mình cũng chỉ bạn đi mua đất video nào mình cũng chỉ bạn bán hết đó tuy nhiên các bạn không chịu để ý thôi nhưng mà phải làm bởi lý do là không phải làm cho người giỏi mà làm cho những người không biết xem cho nên là các bạn thông cảm nhau các bạn nói đừng có làm qua làm lại hoài đừng có nói như vậy bởi vì nhiều người không biết mình làm cho nhiều người không biết chứ không phải là mình làm cho người mới và những người chậm chứ không phải là làm cho những người biết rồi không bây giờ cái miếng, miếng đất vàng không mình chỉ các bạn nè bây giờ nó còn bảy một nghìn lít đi xem đây coi nó còn bao nhiêu cái đất này là cái quan trọng nhất trên time stop nha cho bạn phải đầu tư vào đất đi mà nó thật á nó quan trọng lắm ở nó gần một một nghìn thôi không bây giờ mình chọn đây mình mua nè chứ để nó, nó người ta mua hết chọn vô mua rồi các bạn để ý ở đây cho cho mình nè. Cái số này nè, cái giá tham này mỗi ngày nó tăng lên 1T á. Các bạn nghĩ đi. Nhìn cái số sau lưng là 1128 t có nghĩa là 128 ngày nó ra miếng đất rồi đó. Các bạn không mua là nó tăng giá đáng chịu quá nha. Nó tăng giá đến mức bộ các bạn không mua được luôn á. Biết điều này. Rồi, bây giờ phải không? Bây giờ mình sẽ mua nè. Bây giờ mình có 6008 mình gõ 3 miếng vô đi. Không, ừ, mình gõ 3 miếng vô đi thì nó không được nè. gõ ba miếng nhưng nó không đủ nè các bạn thấy không gõ hai miếng thôi Thấy không hai miếng mới đủ hai miếng là còn dư là một tám trăm mười hai không mua đủ nè mua hai miếng ha chưa mua nè xác nhận nè đó bạn đợi chút xíu nha để nó xác nhận xong rồi ok là được báo thành công đó mua đất thành công rồi các bạn thấy không đó coi như là mình mua ra hai miếng rồi đó. Thì ở đây sẽ còn là 1404 nha. Có thể là thấp hơn nếu như nếu người nào đang mua nữa. Cái vùng đất Gê Du này nó đang mua rất là nhiều các bạn, các bạn để ý. Đó, là 1406 là mình mua rồi. Đây nè mình cho các bạn xem nè. Đất tổng cộng của mình là 146 miếng nha các bạn nha, chứ không phải ít đâu có nhiều người nói là là bán tham bán cho người ta cho không không sợ giữ không bán được cho nên là bán cho người ta mua dù người ta mua đất không phải là các bạn nha mình có 146 miếng á nếu mà đổi ra tham á nó hơn là nó hơn gần nó nó gần ba trăm tham nha các bạn nha chứ không ít đâu mà đừng có nghĩ là mình không mua chẳng qua là các bạn không có biết cho nên là mình phải hướng dẫn buôn bán cho các bạn xem đó để cho để chứng minh cho các bạn là mình bán được tha nó bán được nó là kiếm tiền thật 100 phần trăm các bạn trong cái app tham hiện bây giờ nó có ba cái điều mà mình nói nó gọi là ba cái điều hot nhất mà trong trong các app khác chưa có thứ nhất nó là app thật cái thứ hai nó là app kiếm tiền thật và thứ thứ ba nó là app miễn phí bạn hiểu không app miễn phí 100 trăm đó là cái app tham hiện bây giờ nó đang đạt được ba cái điều đó trong khi đó các app khác không có được Ờ mình nói như vậy đó Thì các bạn tùy các bạn ừ. thôi Các bạn hiểu sao hiểu Rồi, thì mình không có muốn nói nhiều trên video này Chỉ đơn giản như vậy thôi Rồi, ai chưa đăng ký Time Stop để đào Thì hãy vào mô tả video của mình á Xem cách đăng ký như thế nào Đăng ký đi đào đó các bạn Bởi vì app Time Stop sẽ giảm tốc độ đào đi còn một nửa Sắp tới vào ngày 10 tháng 10 Hôm nay là ngày 21 tháng 9 rồi không còn có mấy mấy ngày nữa là tới rồi không hai mươi mấy ngày nữa à tầm uh, 29 ngày 20 ngày nữa thôi là hết rồi không có còn để mà ta tăng tốc độ đào đâu hiện bây giờ mình nói các bạn nghe nè mình tính cho các bạn xem nhiều khi các bạn nói tham nó rẻ vì nó nó dễ kiếm không có dễ kiếm được các bạn một ngày á, các bạn chỉ kiếm được 14.4 tham thôi ở bạn chia cho 24 giờ đi nó có không ít 6 tham một, một giờ thôi các bạn nó có không có 6 tham một giờ thôi mà bây giờ nó giảm đi một nửa có nghĩa là các bạn chia hai có nghĩa là các bạn đào không có ba tha một giờ thôi đừng có ham mà nhiều không có nhiều đâu đó mà một năm trời các bạn chỉ kiếm được hai ngàn rưỡi thôi nha các bạn nhé mình nói như vậy đó rồi à, có câu hỏi gì thì có thể bình luận dưới video mình giải đáp các bạn nha và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất các bạn rồi đăng ký time stop với mã giới thiệu bí số của mình nha mã giới thiệu đó trong video á trong trên màn hình đó hoặc là bình luận đầu tiên hoặc trong mô tả video nha các bạn rồi chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại